Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học vô lượng vô biên các Phật Pháp khác. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, biết như thật vô lượng vô biên các Phật Pháp khác, không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, thì này thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể học vô lượng vô biên các Phật Pháp khác. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật rõ biết năm pháp uẩn vân vân, chuyển chuyển sai biệt, thì có phải dùng sắc uẩn phá hoại pháp giới, cũng dùng thọ tưởng hành thức uẩn phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng nhãn xứ phá hoại pháp giới, cũng dùng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng sắc xứ phá hoại pháp giới, cũng dùng thanh hương vị xúc pháp xứ phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng nhãn giới phá hoại pháp giới, cũng dùng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng nhĩ giới phá hoại pháp giới, cũng dùng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng tỷ giới phá hoại pháp giới, cũng dùng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng thiệt giới phá hoại pháp giới, cũng dùng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng thân giới phá hoại pháp giới, cũng dùng xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng ý giới phá hoại pháp giới, cũng dùng pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng địa giới phá hoại pháp giới, cũng dùng thủy hỏa phong không thức giới phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác. Có phải dùng thánh đế khổ phá hoại pháp giới, cũng dùng thánh đế tập diệt đạo phá hoại pháp giới chăng? Vì sao? Vì pháp giới không hai, không sai khác.